Để ý mấy cái đứa thích đi support rất dễ làm trà xanh nhé, Con Linh, cơm bồ gương mặt dễ thương, cùng với giọng điệu mềm mại rất thích tranh đi support và là trà xanh chính hiệu, mà đã đi support lại cứ thích lên full ghép cơ, mấy chướng mắt, mình và người yêu quen nhau qua bạn bè giới thiệu, và cũng thích chơi game, cũng chỉ mới yêu được 2 tháng thôi, thế mà Linh trà xanh tâm cơ nhảy vào tính xe ngang hút người yêu của mình mình luôn nhận thức được bạn bè ra bạn bè, người yêu ra người yêu. Thế nên một tuần có 3 buổi chơi game thì mình chơi riêng với người yêu một buổi, hai buổi còn lại mình dành để chơi game với bạn bè. Hồi đó chơi với nhau vốn tính mình có gì nói đó và cũng nói cho cái Linh biết về người yêu mình. Lúc đó biết chuyện ngoài mặt ấy thì chúc một mừng hai nhưng mà thật ra bên trong nó đang rất ghen tị với mình lắm vì sau đó nó nói rằng muốn chơi game chung với mình và bồ mình nữa mình trực tiếp từ chối luôn thế rồi nó nói mình giấu người yêu như mèo giấu cứt nói rằng có sắc quên bạn các thứ không phải là mình nể nó thì mình mới cho nó chơi chung đâu mà mình muốn xem rốt cuộc nó định làm cái trò gì hôm đó mình cho nó vô tổ đội chơi chung mới vào game nó đã lộ rõ bản tính trà xanh giọng điệu chảy nước linh chơi không được hay lắm đâu á hoàng thông cảm cho linh nha hay là hoàng chơi AD đi rồi linh support cho người yêu mình từ chối luôn tại có mình đang ở đó nữa mà kể cả không có mình ở đó đố dám đồng ý đấy đã thích support như thế thì tao đi AD cho mày support luôn mọi lần chơi với nhóm kia thấy linh chơi cũng đâu có tệ đâu gọi là cũng biết chơi đó thế mà nay nó chơi với mình với hoàng cứ thấy nó đần đần sao á kiểu cố tình chơi ngu ấy, rồi, rồi lại bảo ui mọi người thông cảm nha linh không cố ý sau này linh chơi sẽ cố gắng hơn hoàng giúp tớ với nhá nhìn là biết nó cố tình giả bộ yếu đuối để thu hút sự chú ý rồi. Cây nổi mình lại đi ai đi, bị mấy pha mù mắt của nó hành lên bờ xuống ruộng. Thế rồi sau buổi đó, mỗi lần mình tính chơi game với Hoàng là nó lại bắt đầu nhảy vô chơi chung. Chơi thì không tập trung chơi, cứ chỉ để ý xem người yêu mình đang làm gì với chơi như thế nào. Mình không muốn người yêu hiểu lầm là ghen tuông linh tinh các thứ, nên cũng đành mặc kệ con nhỏ đó. Thế mà nó lại không biết điều như vậy. Được mấy buổi chơi chung, nó liền hỏi in tư của người yêu mình Mình hỏi để làm gì Thì nó kêu để nó kết bạn Được có gì nói chuyện làm quen Để sau còn rủ nhau đi chơi game chung Với cả sau mình đi đâu nó cũng không tìm được Thì nó sẽ gọi cho người yêu mình Nghe xong là thấy mùi điềm điềm Nên mình méo cho Thế mà nó vẫn mò ra được nha Xong nó vào nhắn tin làm quen với người yêu mình Rồi mọi người biết nó nhắn gì không Hoàng đẹp trai vậy á. ước gì Linh cũng có người yêu đẹp trai như Hoàng Mà Hoàng yêu Vân thì có vẻ không được đẹp đôi cho lắm Tớ nghĩ hai chúng ta hợp hơn á. Ơ, ờ, con này bộ nó nghĩ mình hiền nên nó thích làm gì làm hả ta? Không có chuyện đó đâu. Mọi người có thắc mắc sao mình đọc được những tin nhắn đó không? Vì biết tài khoản mật khẩu của Hoàng mà. Mình vào đọc hết, học không sót chữ nào. Con Linh nó trà xanh đã vậy, thế mà người yêu mình còn không biết đường né xa. Kiểu như có từ chối nhưng không đáng kể. Mình dùng ặt đó của Hoàng nhắn luôn cho con nhỏ đó. Ngu Linh mặn quá ha, thích cả người đã có người yêu rồi à. Nhưng trà xanh thì trao ra chỗ khác Ở đây anh chỉ mua trà sữa cho người yêu thôi Mà sau đó Hoàng biết mình vào tài khoản của anh ta Thì bắt đầu khó chịu Nói bóng nói gió rằng không có sự riêng tư Thấy bản thân hơi quá thật Nên mình lại đi xin lỗi mới dở không chứ Giờ nghĩ lại mắc mớ gì mình phải xin lỗi Trong khi con Linh nó lại nhắn tin ve vả người yêu mình mà sau khi mình với con bé Linh lật mặt thì méo nể nang gì nhau hết, ca khịa trước mặt nhau luôn. Mà chả hiểu mình với nó đã ghét nhau rồi, mà thằng người yêu mình vẫn còn rủ nó vào chơi game chung nữa. Bảo là chị em với nhau chính bỏ làm 10 chơi chung đỡ chán, ai thèm chị em với nó. Đã vậy nó còn rủ người yêu mình đi AD để nó, uh, support cho. Thế nên lúc chơi mình cứ chửi nó là support ngu thế, không biết cắm mắt hả? Support lên đồ kiểu gì đây? Linh bắt đầu giỡn giọng đáng thương, sao cậu lại chửi tớ? Tôi cũng cố gắng nên mới chơi support này mà anh Hoàng đã ad chưa còn chưa nói câu nào, cậu cứ nhảy vào mắng tớ, cậu thù tớ vậy à? Mình nghe xong máu nóng dồn lên đỉnh đầu luôn. Người yêu mình bình thản vậy chứ mình là mình méo chịu được cái tính con này rồi đó. Mình ao game tỏ vẻ giận dỗi với Hoàng, nhưng anh ta lại bảo là mình là gây chuyện. Lúc đó mới nhận ra Linh Trà Xanh chắc đã chinh phục được Hoàng rồi, nên anh ta mới bên nó như vậy. Các chị em của mình biết chuyện thì vót bảo mình chia tay đi. Mình mới thử nhắn tin xem Hoàng có níu kéo không. Dù chỉ níu kéo một chút thì mình cũng sẽ cố gắng mà quay qua bảo vệ cuộc tình này. Ấy vậy mà Hoàng đồng ý con mợ nó luôn thế mới cay không chứ. Giờ thỉnh thoảng con bạn mình nghe ngóng được là Linh với Hoàng yêu nhau rồi, tình cảm thấm thiết lắm. Chúc mừng Linh đã tốt nghiệp khóa trà xanh, sau thèm muốn bộ người khác và thích tạo sự chú ý thì cũng không cần cố tình chơi game ngu đâu. Cứ nói thẳng ấy, đỡ hỏng ván game của người khác. Tiện đây có bạn nam nào FA thích chơi AD không? Mình cần lắm một AD không biết cấm sừng mẹ đẻ ra hai đứa thì đồ của hai đứa cũng coi như của mẹ mấy năm nay mẹ nhớ có con lắm nhưng sợ gì ghẻ nên không dám đến thăm đấy chứ cô ta cũng là hạng tiểu tam chứ tốt đẹp gì đâu con không biết chúng nó phải cho con căn hộ đấy không thì bán đi đưa tiền đây coi như đền bù con mang nặng để đau tận hai lần ai ao ước có mẹ chứ tôi và em gái chỉ mong ước mình mồ côi mẹ cho rồi bao năm qua đã không bỏ công bỏ sức chăm chúng tôi dù chỉ một chút Vậy mà cứ viện cớ công sinh không bằng công dưỡng Để bọn trúc hai con mặc kệ chúng nó cảm thấy ra sao Trước kia mẹ tôi là một họa sĩ Nên tâm hồn khá mộng mơ Từ cách nói chuyện đến ăn mặc của mẹ đều khác người Vừa điệu đà lại vừa có chút kỳ dị Mẹ bày tranh vẽ theo lối dân gian khắp mọi nơi trong nhà. Mọi đồ vật đều in dấu ấn sáng tạo của mẹ. Đến cây lọ hoa cũng bị mẹ đạp đi. Từng cánh tủ quần áo cũng dở ra không sót chiếc nào. Mục đích thì đơn giản dễ hiểu, phá đi rồi làm mới theo con mắt nghệ thuật của riêng mẹ. Có lẽ vì tật ích kỷ với những thứ vẹn nguyên, nên mẹ tôi cũng áp dụng nó với chính hạnh phúc gia đình mình. Nhiều lần bố tranh cãi với mẹ về việc phá hỏng đồ, mẹ chăm thuốc lên hút, rồi chê bố là gã đàn ông cổ hủ ngày ngày mặc sơ mi chẳng có nổi một tế bào cảm thụ ông bà nội chỉ trích mẹ vì lối sống độc hại ngang ngược nhất quyết đòi đuổi mẹ ra ngoài để chị em tôi được lớn lên lành mạnh thậm chí trong ký ức của tôi mẹ còn chưa bao giờ dự lễ khai giảng hay đưa con tới trường bố thì bận nên ông bà lo tức đôi lúc tôi thấy hờn vì nghĩ mình như một đứa mồ côi rồi kết cục bố mẹ cũng ly hôn ông bà nội bán phát luôn ngôi nhà vì ghét đống tác phẩm nghệ thuật của mẹ chị em tôi được chuyển đến căn nhà mới rộng hơn, có sân vườn và nội thất tinh tế, không còn món đồ nào bị đập xẻ ra nữa. Mỗi ngày thảnh thơi không phải hít khói thuốc hôi trình, bố cũng dành thời gian chăm sóc chị em tôi nhiều hơn. Thế là tôi quên dần cảm giác tiếc nuối mơ hồ khi xa mẹ. Cơ bản thì đẻ xong hai lần mẹ tôi coi như hết nghĩa vụ, cũng chẳng hề vung đắp tình mẫu tử, không lo lắng chị em tôi trưởng thành ra sao, bởi đam mê trong mắt bà chỉ có việc tô vẽ, bà coi tổ ấm nhỏ bốn người chẳng khác gì bình hoa, rạn nứt rồi tan thành từng mảnh, thay vì dùng keo dán lại thì mẹ tôi chỉ nhặt mỗi mảnh của bà để tô vẽ cuộc đời riêng. Tôi vẫn nhớ mãi ngày chia ly, mẹ xách mỗi hộp cọ màu đi rồi gọi điện cho ai đó cười hớn hở, tao được giải phóng tự do rồi mày. Chị em tôi có mẹ mà như không, nghe đau lòng nhưng đó lại là sự thật. Gần như cả tuổi thơ tôi, bóng dáng mẹ vô cùng mờ nhạt, chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ với bà. Đến một bức ảnh mẹ con cũng không có, may mắn là cuộc sống mới ổn hơn tôi nghĩ. Sáng uống trà, ăn phở cùng ông bà, trưa đón bố, bố đón tan học, tối lại quay quần bên mâm cơm. Sinh nhật hay lễ Tết gì thì kéo nhau ra ăn hàng, thiếu một chỗ ngồi cũng chẳng ai nhớ đến nữa. Năm năm sau ngày ly dị, chị em tôi có mẹ kế, mới kém bố 10 tuổi. Sợ các con sốc nên bố đã nhờ ông bà nội làm công tác tư tưởng trước. Xong chị em tôi gật đầu đồng ý ngay, bởi vì đã vài lần bố cố tình mời bạn gái đi ăn cùng gia đình rồi. Bố nói dối là bạn, nhưng nhìn cách cô ấy quan tâm bố và dịu dàng với mọi thành viên trong gia đình tôi, thì có lẽ cũng đáng để chấp nhận. Tôi cảm giác đó là người phụ nữ chân thành, không hề có chút giả dối. Cô ấy còn rất giỏi nữa. 35 tuổi đã có sự nghiệp riêng, làm chủ một thương hiệu hoa nổi tiếng, nhan sắc tiền bạc và đàn ông xung quanh không thiếu, nhưng cô ấy lại chọn bố, một người đàn ông có hai đứa con gái lớn to đùng. Đủ hiểu cô ấy yêu bố tôi đến nhường nào. Cưới xong bố và mẹ kế trở riêng, nói là riêng chứ thực chất đó là căn biệt thự nhỏ gần hồ Tây thuộc sở hữu của chính dì, cách nhà ông bà nội một đoạn, gần như ngày nào cô ấy cũng nấu đồ ăn ngon và mang sang bên này còn bảo thuê giúp việc nhưng mà ông bà từ chối. Cuối tuần nào cô ấy cũng lái xe chở chị em tôi đi mua sắm, ăn uống, thi thoảng còn tạt qua cơ quan thăm bố và rủ ăn cơm trưa. Ban đầu chị em tôi ngại ngần giữ khoảng cách, nhưng mà sự thân thiện của mẹ kế khiến chúng tôi cởi mở hơn, rồi chị gái tôi có người yêu, dì còn khéo léo tâm sự khi chị ấy gặp trắc rối tình cảm nữa, một người mẹ kế phá vỡ mọi định kiến, đáng tin cậy và cực kỳ đáng yêu. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy mình đủ đầy hạnh phúc. Mới gần đây tôi tốt nghiệp đại học xong thì mang tấm bằng loại giỏi về khoe bố. Giữa tháng 7 cũng là sinh nhật chị nên cả nhà làm chuyến đi Phú Quốc ăn mừng. Mẹ kế tặng tôi một chiếc phong bì nhỏ, tưởng là tiền nhưng mở ra là một chiếc thẻ giống hạt ngân hàng. Dì và bố tặng chị em con căn hộ riêng. Tôi hơi nhỏ nhưng mà dì mong hai con sẽ thích. Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Còn chị gái tôi thì à khóc tu tu Tưởng là mơ nên tôi còn tự cấu vào tay mình mấy nhát. Thầm cảm thấy thật may khi có người mẹ kế tuyệt vời như vậy. Rồi không đợi chị em tôi kịp bình tĩnh. Vì lại thông báo thêm một tin vui. Sáu tháng nữa tôi không còn lại em bé út nhất của nhà nữa rồi. Vì đã có bầu, gia đình tôi sắp sửa có thêm thành viên mới. Ông bà nội rưng rưng nhìn con cháu vỡ òa à, trong hạnh phúc. Thế là viên mãn rồi còn dám mong đợi gì hơn nữa hiếm khi khoe cái gì lên mạng nhưng lúc đấy quá vui nên tôi quên hết mọi sự đăng ảnh món quà của dì kèm theo bức hình đại gia đình cười to hết cỡ ngay lập tức nhận về vô số lời chúc mừng, mấy cô chị họ còn gọi điện hú hét ầm ĩ, bắt tôi khao tân gia và lẫn trong mối tương tác hỗn độn ở Facebook, tôi chợt tắt lụi niềm vui khi thấy thông báo mẹ đã like. Có ai về vừa xách vali về đến Hà Nội, cả ông bà lẫn chị em tôi đều choáng váng khi thấy mẹ đứng sẵn ở cửa nhà. Ông bà định đuổi mẹ đi, nhưng mà chị em tôi bình tĩnh mời mẹ vào trong. Linh cảm không phải là buổi gặp gỡ tốt lành gì, y rằng chưa kịp mở lời thì mẹ tôi đã sốt sắng lên tiếng, các con có căn hộ mới à? cho mẹ được không? Dù sao thì có con cũng có nhà của ông bà rồi. Nhớ đứng tên luôn, chứ đừng có để mẹ kế đứng tên căn hộ đấy. Mẹ đẻ ra hai đứa thì đồ của hai đứa cũng coi như của mẹ. Mấy năm nay mẹ nhớ các con lắm, nhưng mà sợ gì ghẻ nên không có dám đến thăm đó. Cô ta cũng là hạng tiểu tam chứ tốt đẹp gì đâu. Chúng tôi đều không ngờ là mẹ có thể buông những lời lẽ như vậy. Đều đồng loạt đứng về phía mẹ kế, thì mẹ tôi bắt đầu sừng sổ lên. Ơ hay, chúng mày bên mẹ kế à? Trả công đẻ cho tôi rồi các người muốn làm gì thì làm Đã không biết ơn lại còn cãi láo à Bà nội bỗng đùng đùng từ trong phòng đi ra Cô kia cẩn thận cái mồm Nhà này chưa từng nở có cái gì mà phải trả Từ bé đến lớn chúng nó đều một tay tôi chăm Bố nó vất vả kiếm tiền nuôi dưỡng Cô đã xứng đáng làm mẹ chưa một quát nạt ai Vì ghẻ còn tử tế hơn cô gấp dạng lần Con không biết Chúng nó phải cho con căn hộ đấy Không thì bán đi đưa tiền đây Coi như đền bù công mang nặng để đau tận hai lần cuộc xéo đi đừng có để tôi phải cấu lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà nội dữ dằn như vậy dĩ nhiên chị em tôi cũng không có ý định chia chác căn hộ gì mua sao trái ngang cứ đổ xuống đầu chúng tôi thế nhờ tôi dù không thích mẹ nhưng không muốn trở thành đứa bất hiếu mẹ ruột còn sống sờ sờ chẳng lẽ lại coi như người vô hình thằng hùng đâu ra thịt con gà đi bố xem tay nghề nào bố ơi bố thông cảm con chỉ biết biến từ sắp chết thành sống thôi chứ con chưa thử từ đang sống thành chết bao giờ bố ạ à? anh đang giỡn mặt với tôi phải không Thôi thôi bố đừng có nóng Để con thịt gà dùm chồng con nha bố Đấy là câu chuyện diễn ra lúc mình và chồng mới về chung một nhà Thế mà chẳng hiểu sao qua mấy năm rồi mình nhớ hoài Ngày mình đưa người yêu về ra mắt Gia đình ai cũng sửng sốt Tại vì đường đường là một cô gái 25 tuổi Thế nào người yêu đã gần chạm mốc 40 tuổi rồi Sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác Khiến ngoại hình của chúng mình cũng chênh nhau Nói trắng ra là nhìn chúng mình thổi đấy cứ như chú cháu vậy đó Buồn cười nữa là tình yêu của chúng mình Từ đầu cũng đã ở cái tầm oan gia ngõ hẹp khỏi cần bàn Nhớ lúc đấy là 9 năm trước Khi mình còn đang là sinh viên thì anh trai bỗng gặp một tai nạn bất ngờ chồng mình tên hùng tình cờ thế nào lại chính là bác sĩ mổ chính cho anh trai mình lúc đó không hiểu sao theo bác sĩ nhìn có vẻ cũng thân thiện hiền lành gì đó nên mới buộc mồm hỏi nhiều hơn bình thường ai về lại bị ăn mắng xối xả chỉ có thật sự lắng nghe kỹ những lời tôi và cô y tá để mới nói không thế với những câu hỏi tôi đã dặn dò từ trước thì tôi sẽ không trả lời người nhà bệnh nhân lưu ý giùm Ôi trời quê là quê chúng mình quê nhiều luôn á Mà từ quê còn chuyển sang giận lẫy nha Xong có giận thì mình vẫn phải ngậm đắng nuốt cay giữ liên lạc Vì anh trai mình chấn thương cần theo dõi lâu dài chứ biết làm sao giờ Ban đầu tức mình còn không thèm xưng hô hẳn hoi bác sĩ Mà cứ gọi đằng ấy ơi Cho tới khi bị mẹ cốc đầu vì sự thật hùng hơn mình tận 15 tuổi Bật ngửa quá trời phải đổi lại xưng hô là chú cháu liền Còn chú thì gọi mẹ mình là chị Vì lo lắng cho sức khỏe của anh trai sau ca phẫu thuật Nên mình cũng hay nhắn tin hỏi han này kia Thế nào là để là ấn tượng cho hùng từ lúc đấy rồi đúng như một cơ duyên thời gian ngắn sau đó thì hùng gặp phải biến cố trong cuộc sống mình biết chuyện nên hay nhắn tin hỏi han động viên anh cứ thông qua vài câu chuyện trên trời dưới biển như vậy lại trở thành cầu nối đưa bọn mình gần bên nhau hơn mình từ sự ngưỡng mộ sự giỏi giang tính cách gần gũi và sự tử tế của hùng lại bắt đầu đem lòng cảm mến anh từ lúc nào không biết có một dạo mình coi hùng là cao thủ tình trường vì trong lúc tìm hiểu thì thả thính rất nhiệt tình nhưng mà lại chẳng chịu bày tỏ gì hết trong khi con gái nhà người ta cũng nôn lắm rồi đó ai đợi ông ấy mãi được nên mình mới khích bác để hùng tiến lên chú hùng này cháu rất thích chú luôn ấy nhưng mà chú lâu la quá thể đáng nếu chú không thích cháu thì thôi chú tự chối nhanh lên đi rồi trả dép cháu về bao nhiêu anh đang xếp hàng đợi cháu kìa hùng lại tưởng thật mới sợ vội vàng ôm mình như sợ bị ai cướp mất không bằng á rồi thủ thủy luôn ai xếp hàng ai xếp hàng thì anh không tin mình kém người ta nhà anh đứng tên anh xe anh sở hữu tiền lương hàng tháng cũng sẵn sàng đưa đủ giờ chỉ thiếu mỗi câu đồng ý của em thôi em đồng ý là bạn gái anh nha có thế mà cũng chần chừ hoài Nhưng sau hôm tỏ tình đó thì bọn mình cũng thành đôi Ban đầu yêu nhau thì đi đâu cũng ngại Vì ra đường mọi người hay chào chú và cháu Chưa kể vì ngày đó mình còn là sinh viên Ăn mặc trẻ trung Thành ra còn có người nhầm thành hai bố con Khiến anh hùng xịt keo không kém Yêu nhau được cỡ hơn năm Cảm thấy tình cảm đủ chín mùi để tiến tới hôn nhân rồi Thì mình quyết định dẫn Hùng về nhà ra mắt Lúc đầu nhìn thấy Hùng Bố mẹ chỉ tưởng là bác sĩ phẫu thuật Ngày nào đến hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân hồi xưa Nên rối rít tiếp đón long trọng Thế mà mình vừa hỏi, ra câu là người yêu con thì ông bà quay ngoắt 180 độ kêu ầm lên. Trời ơi là trời, tuổi người ta mà lấy sớm có khi đẻ ra được cái đứa lớn bằng em gái chị đấy chị Quỳnh ạ. À. Tôi với chị Như cũng đến ạ à, chị đấy, chọn người yêu lại không giống ai quá cơ. Và y như rằng bố mẹ kiên quyết phản đối chuyện kết hôn của chúng mình suốt 2 năm trời Nhưng mà đến 27 tuổi mình vẫn kiên quyết Nếu mà không cưới được anh mình sẽ không cưới ai nữa hết á Thấy mình quá quyết liệt Lại thấy tình cảm của chúng mình bền chặt Nên bố mẹ mình cũng chào thua Đồng ý cho hai đứa tiến tới hôn nhân Cơ mà về chung một nhà rồi bao nhiêu tật xấu lộ ra hết Điển hình là chồng ngoài giờ làm việc thì dường như không có đam mê gì hết Về quê bố mình bảo thịt gà Thì hùng toàn chống chế Bố ơi bố thông cảm Con chỉ biết biến loại sắp chết thành sống thôi chứ con chưa từng thử từ loại đang sống

Anh đang giỡn mặt với tôi phải không? Tôi tôi bố đừng có nóng để con thịt gà giùm chồng con nha bố. Cả nhà cạn lời hẳn, còn mình đương nhiên là người hứng chịu hậu quả chứ ai. Chồng dạy vợ mang bao nhiêu công việc đau to búa lớn, băm chặt trong nhà mình ôm hết, chứ mà để hùng nấu nướng thì không cháy son cũng cháy chảo cháy nồi, chỉ còn thiếu mỗi nước cháy nhà nữa thôi đó. Riết từ ngày ở chung cư sợ báo cháy làm ảnh hưởng toàn cư dân nên mình cũng năn nỉ anh đừng bao giờ vào bếp nữa. Sửa chữa đồ thì lại càng không phải sở trường của chồng. Sửa cái bla bluetooth ấy, thì lắp xong xuôi vẫn dư năm con ốc ấy ngoài sửa ống nước thì mấy ngày sau mất tôi 5 triệu cho thợ vô sửa lại tuy vụng về nhưng mà hai tái máy cái gì cũng sờ vào một tí là mình lần nào cũng mất gấp đôi tiền để giải quyết hậu quả giùm rút kinh nghiệm từ đó nhà có đồ đạc gì hỏng hóc mình toàn cầu xin hùng đừng có động vô trịnh trọng tuyên bố anh chỉ cần đưa tiền và yêu em thôi cả thế giới để em thuê nhưng mà vụng thì vụng thế chứ cuộc sống hôn nhân với hùng vẫn làm mình thấy hạnh phúc lắm nha Hai năm qua trong nhà không có một cuộc cãi cọ nào, vì mỗi lần định nói gì thì mình lại nghĩ, thôi coi như bậc cha chú phải lễ phép còn hùng thì luôn bảo vợ còn trẻ trâu thôi không chấp cứ như vậy đó, bọn mình cùng điều chỉnh để bắt đúng tần số của nhau. Chưa kể Hùng vì lớn tuổi nên rất chiều chuộng và yêu thương mình. Ngược lại với mấy đứa bạn lấy chồng trẻ, toàn thăng phiền là chồng vô tâm này kia. Cứ đều đều ngày lễ sinh nhật mình là anh lên kế hoạch chi tiết, tổ chức rất bài bản hoặc mua hoa, quà tặng vợ. Đầu tháng có lương, anh lại dẫn mình đi nhà hàng, ăn uống một trận thả ga. Mình muốn quần áo đẹp, anh đều đưa mình đi mua. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy hơi tiếc tiếc giùm chồng. Nhưng mà lần nào nói vậy Hùng đều bảo mình, em nói gì kỳ anh đi làm không phải để kiếm tiền cho bản thân hưởng thụ xa xỉ Mà để cho vợ con mình sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn mà Đôi lúc qua nhìn cách anh chăm sóc mình tẩn mẫn từng chút một Mình lại thấy cay mắt Có thể là chồng không yêu bếp nhưng mà anh yêu vợ Tình yêu đủ lớn để sẵn sàng làm những việc mà bản thân không hề yêu thích Thề luôn á, lấy được anh Đúng là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình Tháng sau quay trở lại ngân hàng đi Mẹ nói chuyện với bố con rồi Tuần tới nghỉ ngơi mẹ đưa đi ăn mẹ bạn mẹ có con trai mới ở nước ngoài về công việc đàng hoàng nhà cũng có điều kiện sang năm cưới đi rồi mẹ mua cho cái nhà nói ra có thể nhiều người không tin nhưng bây giờ ba mươi tuổi tôi vẫn được mẹ chăm như lúc ba tuổi vậy đó không phải vì tính tôi tiểu thư công chúa bản thân tôi cũng từ chối cách quan tâm thái quá của mẹ lâu lắm rồi nhưng mẹ tôi là người phụ nữ cứng rắn bà không đồng ý cho tôi sống cuộc đời riêng của mình tất cả những ai thân quen đều biết tôi luôn bị mẹ kiểm soát từ lúc có nhận thức và trí nhớ, tôi đã luôn ấm ức vì mẹ quản khắp mọi lúc mọi nơi. Thậm chí mẹ nghĩ việc hẳn ở nhà để trông tôi nữa cơ. Bà mở một shop thời trang to, thuê nhân viên quản lý rồi theo tôi cả đi học lẫn đi làm. Ngày bé tôi rất tự hào vì hôm nào cũng được mẹ đưa đón đám bạn cùng lớp ghen tị lắm, tại chúng nó toàn phải đi xe ôm, xe đạp hoặc đi bộ. Cấp 1, cấp 2, mẹ đèo tôi đi bằng xe máy, lên cấp 3 sắm được chiếc ô tô, nên cảm giác oách lắm. Mẹ luôn dậy sớm nấu bữa sáng hoặc là mua đồ ăn tôi thích, thậm chí còn để sẵn bàn chải quệt kem đánh răng và quần áo cho tôi mặc. Ai cũng xích xoa khen tôi sướng như công chúa, nhà không giàu nhưng mà tôi phải, chẳng phải đụng tay làm gì hết, mọi thứ đều có bố mẹ lo. Tôi vụng đến mức không biết phân biệt rau muống với rau cải, xe đạp không biết lái, mẹ đi vắng một buổi là cuốn hết cả lên lý do khiến mẹ chiều tôi như trứng mỏng vậy là vì bà hiếm muộn cưới gần 6 năm mẹ mới có bầu mọi cảm xúc tiêu cực mẹ đều đã nếm trải hết sau khi tôi chào đời mẹ mới nhận ra có con là điều quan trọng nhất cả thế giới của bà chỉ xoay quanh tôi bà thôi tuy nhiên chính sự nâng niu thái quá của mẹ khiến tôi trở thành con búp bê không có tiếng nói Chuyện gì mẹ cũng quyết định thay tôi Từ bữa ăn giấc ngủ đến bộ phim được xem Học trường nào thi vào đâu cũng là do mẹ chỉ đạo hết Tôi ngoan ngoãn nghe theo mọi thứ Đến năm 17 tuổi tôi bắt đầu phản ứng Nhưng mẹ vẫn cố tình can thiệp Để đứa con duy nhất phải sống theo ý bà Việc duy nhất tôi cải thành công Đó là nghỉ làm ngân hàng Và chuyển sang làm ở một công ty thời trang cách đây một năm đó là ước mơ thật sự của tôi. Nên dù mẹ phản đối tôi vẫn lén nộp hồ sơ cho một thương hiệu nổi tiếng. Ngày mẹ phát hiện ra chuyện động trời đấy, bà đã quát mắng tôi một trận ầm ĩ. Bố tôi đứng về phía con gái và còn biện minh rằng năng khiếu thời trang được thừa hưởng từ mẹ chứ đâu. Xong mẹ tôi vẫn không chấp nhận, bà năng nặc bắt tôi phải quay lại ngân hàng càng ngày tôi càng ngột ngạt với sự theo dõi và ép buộc của mẹ. Đến hàng hóa tôi đặt mua online mẹ cũng nhận hộ, mở ra kiểm tra, xong tự ý vứt đi nếu đó là những món đồ bà không thích. Mặt nạ kẹp tóc hình ngộ nghĩnh, tức hình con vịt con mèo, sách ảnh thần tượng ca nhạc. Mọi thứ tôi thích đều bị mẹ thẳng tay ném vào thùng rác vì nhảm nhí. Vì chuyện đi làm trái ý mẹ mà gia đình tôi sống trong cảnh chiến tranh lạnh một thời gian khá dài. Gần một năm trời, mẹ con tôi không nói chuyện với nhau. Mẹ còn cắt cả tiền tiêu vặt để gây áp lực vì biết lương tôi không cao lắm. Nhưng tôi chẳng sợ hãi lắm. Vì khoảng thời gian ấy tôi thật sự cảm thấy thoải mái. Bao nhiêu năm tôi mới biết mùi tự do, không bị ai quản thúc. Cơ mà 10 giờ tối vẫn tự giác có mặt ở nhà để bố đỡ phải chịu đòn thay. Công ty mới có văn hóa công sở rất thú vị. Tôi hòa hợp nhanh và học hỏi được rất nhiều điều các anh chị làm cùng khối văn phòng hay đủ tôi đi ăn. Nếu không phải ra cửa hàng khảo sát thì hẹn về nhà ai đó ăn uống hoặc là cuối tuần thuê homestay nấu nướng với nhau cho vui. Mọi người rất bất ngờ. Khi biết tôi không biết nhặt rau, xong chỉ vài buổi đi chơi tôi đã được chỉ dạy khá nhiều việc trong bếp rồi. Lương chưa đến 10 triệu. Tôi vẫn sắp xếp chi tiêu hợp lý và còn dành ra được một khoản. Tôi dự tính đến chuyện động trời hơn là chuyển ra ở riêng. Và sau khi tiết lộ ý định đó với bố để nhờ ông nói cho mẹ, thì cuộc đời tôi lại đâm vào ngõ cục. Sáng hôm qua đang sửa soạn chuẩn bị tới văn phòng thì tôi nhận được email từ bên hành chính nhân sự. Đọc tiêu đề email và tôi chết lặng. Đang yên đang lành công ty báo cắt giảm nhân sự không lý do và người bị chọn là tôi. Vội lao đến văn phòng tìm sếp, anh tránh né bảo bận đi họp. Tôi gục mặt xuống bàn khóc. Chị trưởng phòng nhân sự nhắn tin bảo chị cũng nhận thông báo quá đột ngột. Sếp bảo cho tôi một tuần bàn giao công việc, rồi thu xếp nghỉ. Tiền lương tháng và trợ cấp thôi việc bên kế toán sẽ trả đầy đủ cho tôi. Cơ mà lúc đấy tiền nông quan trọng gì nữa. Tôi gặn hỏi khắp nơi để biết tại sao bị đuổi. Nhưng không ai rõ lý do. Mới tuần trước mọi thứ vẫn bình thường. Bảo bản kế hoạch quảng bá bộ sưu tập mùa hè mới cũng được sếp khen rất ưng ý. Anh giao cho tôi triển khai kế hoạch về chuỗi cửa hàng. Đang suôn sẻ. Vậy sao tự dưng lại đuổi việc tôi? không thể làm gì khác hơn nên tôi đành dọn hết đồ bạn làm việc mang về. Đồng nghiệp nhìn tôi đầy ái ngại nhưng chẳng ai giúp được. Thất thiểu lết về nhà thì thấy mẹ ngồi ở phòng khách, lại thêm một chuyện lạ nữa. Vì bình thường 10 giờ sáng mẹ tôi có lịch đi tập yoga, tôi định bước vào phòng ngủ thì mẹ gọi giật lại. Và cuối cùng tôi đã biết tại sao mình phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Chẳng biết mẹ làm cách nào mà anh sếp phải ép tôi nghĩ đầy oan ức như vậy. Tôi muốn khóc mà cứ nghẹn ở cổ, muốn xả hết bức xúc trong lòng ra nhưng nhìn mẹ tôi lại thấy mệt mỏi. Tháng sau quay trở lại ngân hàng đi, mẹ nói chuyện với bố con rồi. Tuần tới nghỉ ngơi, mẹ đưa đi ăn. Bạn mẹ có con trai mới ở nước ngoài về, công việc đàng hoàng, nhà cũng có điều kiện. Sang năm cưới đi, rồi mẹ mua cho cái nhà. 30 tuổi chẳng có mối tình nào vắt vai do bị mẹ kiểm soát. Và bây giờ mẹ muốn sắp đặt cả hôn nhân cho tôi nữa. Trốt cuộc, tôi là con gái hay con rối cho tham vọng của mẹ đấy? Tôi có đọc một bài viết trên mạng xã hội nói về việc phụ nữ thông minh sẽ không cần đánh ghen làm gì. Không có đâu. Đánh ghen không tác động vật lý mới là thông minh. Chứ làm sao lại bắt người vợ đường đường chính chính phải đi nhẫn nhịn mấy em bộ nhí được. Và trong vô vàng những phi vụ đánh ghen mà tôi nghe thấy đọc được thì không có phi vụ nào tréo ngoe bằng phi vụ mẹ con tôi đi ba mặt một lời với bà bồ nhí của bố hết. Mẹ tôi trẻ lắm, dù đã đẻ đến ba đứa con, thằng em út nhà tôi năm nay cũng thi vào một đại học rồi. Mà mẹ tôi cứ như bị lão hóa ngược ấy. Hiện tại mẹ tôi đã gần 50 tuổi Nhưng mà nhìn bà còn trẻ hơn cái tuổi của mình cả chục tuổi nha Bố tôi nói đúng ra thì bố kém mẹ tôi tận 5 tuổi cơ Hồi mới về chung một nhà thiên hạ hay ngứa mồm nói mẹ tôi Trâu già thích gặm có non Phụ nữ nhanh già lắm Chỉ cần đến tuổi 30 thôi Thì sẽ già hơn đàn ông Lấy chồng trẻ hơn rồi vài năm sau là không có giữ được chồng Quả đúng là có lúc mẹ trông già hơn bố tôi thật. Đó là lần đầu tiên mẹ mang bầu chị cả nhà tôi. Nhưng trong vài tháng bầu bí đó thôi, khi chị tôi ra đời thì câu gái một con trong mòn con mắt như thể sinh ra để áp dụng với mẹ tôi vậy. Hai lần có bầu tôi và thằng Úc thì có lẽ mẹ đã có kinh nghiệm nên không để tăng quá nhiều ký và cũng duy trì được nhan sắc không phải dạng vừa của mình. Vậy là càng có tuổi mẹ tôi lại càng trẻ. Hiện tại thì chuyện người ta chào mẹ bằng chị nhưng chào bố tôi bằng chú là chuyện thường nghẽo huyện luôn rồi. Mẹ tôi thường ngày hay nói nửa đùa nửa thật rằng bố tôi đừng có hỏng bồ bịch gì. Nếu như có ý định mèo mã gà đồng hay là nuôi bồ nhí ở đâu thì nhất định phải kiếm một cô ả trẻ trung hơn mẹ, đẹp hơn mẹ mới bỏ cái công, chứ mà đã cặp kè rồi lại còn lái máy bay là mẹ tự ái. Thật không ngờ chuyện đùa cợt đó lại có ngày trở thành hiện thực. Chuyện mẹ phát hiện ra bố có quan hệ bất chính như thế trời trung rủi. Bố mẹ tôi không bao giờ kiểm soát nhau quá mức, mẹ chẳng bao giờ thèm đọc tin nhắn trong điện thoại của bố. Có lẽ một phần vì mẹ tin tưởng bố sẽ không mãi chơi đến mức để là hậu quả không thể khắc phục thế nhưng hôm đấy mẹ đang chỉnh nhạc trên điện thoại của bố thì bất ngờ có một thông báo tin nhắn đến ban đầu mẹ chỉ định chạm vào kính lúp để tìm kiếm áp nhạc thôi thì đột ngột thông báo này hiện lên phần hiển thị trên đầu điện thoại nên mẹ tôi hoàn toàn là vô tình chạm vào tin nhắn đó sau khi cuộc hội thoại được mở lên ảnh đại diện một cô gái trẻ răng khểnh tên tài khoản là họa mi nhỏ đập ngay vào mắt mẹ anh ăn cơm chưa người ta nhớ anh quá à, muốn được gặp anh kéo lên trên là loạt tin nhắn giữa bố và cô gái này nào là hỏi han nhau cơm nước chia sẻ sở thích nói nhớ nhung yêu thương mặn nồng cứ như là yêu lâu lắm rồi ấy. xong rồi còn những cuộc gọi thoại dài cả tiếng hai người chăm chỉ chia sẻ với nhau mọi khoảnh khắc cuộc sống thường ngày cô gái kia còn chăm chụp ảnh body khoe bố đào bưởi lồng lộn khiến bố thả tim gãy tay mẹ tôi xưa giờ không giỏi nhịn thế mà hôm nay nghiến răng ken két nhìn bố nằm bắt chân trên sofa ngủ mẹ vẫn điềm tĩnh nhăn đúng một tin ăn rồi nè, cho anh địa chỉ đi, chiều anh qua gặp bé xíu nha. Chưa đầy một phút, người kia đã hồi đáp ngay, gửi đầy đủ số địa chỉ, tên quán nước. Còn nhấn mạnh mặc áo hoa đỏ chân váy bò xanh, ngồi sát cửa sổ nữa, nổ ruột lắm. Có được địa chỉ hẹn hò của cô tình nhân nhỏ, mẹ tôi nhờ tôi xóa giúp đoạn chat mẹ nhắn. Sau đó điềm tĩnh gọi bố về ăn cơm. Trong bữa cơm mẹ kêu dạo này bố làm vất vả, mẹ thương quá, chiều mẹ mời cả hai bố con đi cà phê bình thường ngồi mấy quán la cà tốn kém mẹ tôi không thích nay thấy mẹ hào phóng trọng tay bố khoái lắm cười khà khà bảo nhất em yêu chiều đó đóng bộ bánh đét bố đánh xe chở tôi đi đến quán cà phê theo địa chỉ mẹ đưa từ chỗ gửi xe tôi và mẹ đã thấy thấp thoáng bóng áo đỏ cạnh cửa sổ đúng là hẹn trai có khác đến chuẩn giờ thiệt trên ảnh cô gái đó khá nét Nên tôi với mẹ có chút căng thẳng Lạ thay khi vừa bước chân vào tiệm Thì tôi và mẹ không thấy cô gái áo đỏ tuổi đôi mươi ngồi bên cửa sổ Mà thay vào đó là một bà cô U60 ngực chảy tới rốn Mặt mũi son phấn trắng bóp Cũng là áo ren đỏ chân váy bò xanh Mà thiếu nữ này lạ lắm Lúc trên đường tới đây Tôi với mẹ còn hồi hợp bàn nhau kế hoạch tác chiến Xem nên xử lý con họa mi nhỏ kia ra sao Giờ thì khỏi đi Đụng vào nhỡ tăng xong lên rồi, nhồi máu cơ tim thì mẹ con tôi khổ chứ ai. Bố đang ung dung cầm menu lên gọi nước Mẹ tôi véo thật mạnh Bố giật mình hỏi có chuyện gì Mẹ tôi chỉ tay ra phía bà cô già khú mặt phấn trắng đó Bố ngồi cạnh cửa sổ bảo Biết ai không? Họa mi nhỏ đấy Nó nhớ lắm mà Tôi hẹn người ta ra cho ông gặp đó Ra đi Ban đầu nghe tên họa mi nhỏ, bố tôi có khựng lại, cứng họng chối bảo mẹ tôi bớt liên thiên. Bố có quen họa mi nhỏ nào đâu. Tận đến khi mẹ tôi dơ màn hình chụp lại đoạn chat giữa họa mi nhỏ và bố ra, thì bố mới thừa nhận mẹ dọa nếu bố không chịu ra gặp họa mi nhỏ mẹ sẽ cắt sạch tiền tiêu của ông báo cáo với ông bà nội ngoại hai bên xử lý bố còn nếu nay bố chịu ra ngồi uống nước với họa mi nhỏ thì mẹ tôi tha bổng bố sợ nhất là mẹ tôi xông đến ông bà nội ngoại sợ mất danh hiệu con rể ngoan nên cắn răng chịu trận từ xa, nhìn bố rón rén lại bàn mỹ nữ ngàn năm khó gặp, U60 bắt chuyện, mặt hết trắng lại xanh, mà hai mẹ con tôi bắt cười muốn xỉu luôn. Công nhận, bà cô kia bạo gan, vừa nghe bố tôi giới thiệu nickname đã cười khoái chí, thiếu tí nữa là dán nguyên cái mặt phấn lên mặt bố tôi. Chưa hết, mụ ta còn chủ động kéo ghế ngồi sát lại bố tôi, nắm tay, khoát vai, ôm ghì lấy như thân lắm. Một tay ôm tay kia thọ xuống xoa đùi, định một tay bắt họa mi, làm bố tôi sợ rúm cả người dãy dựng lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi quán. Tối đó về bố tôi chùm khăn kín đầu, không nói năng cơm cháo gì, chắc bị họa mi nhỏ dọa cho mất hồn rồi. Còn về phía họa mi nhỏ kia, ảo ma thiệt, thấy bố tôi bỏ chạy ban chiều, còn dở giọng giận dỗi, dọa trong vòng 5 phút không trả lời là sẽ block bố tôi mẹ tôi đang tiện tay cầm máy liền giúp bố tôi block con họa mi kia luôn tối đã bình tĩnh lại bố thú nhận chỉ mới quen qua mạng một phút lỡ dại chứ không có ham hố gì khác do tò mò mấy cái áp hẹn hò thôi ai về lại gặp bạch cốt tinh dọa cho mất hồn mất vía run rẩy nói chừa tới già rồi mẹ tôi cũng chẳng truy cứu sâu nữa vì chiều đã hứa với bố là sẽ bỏ qua rồi sau vụ gặp người đẹp U60 này, bố tôi thẳng tay, xóa hết áp hẹn hò, không dám thử nữa. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôi hơn, rảnh ra là dọn nhà cơm nước phụ vợ chứ không có nằm dài cắm đầu điện thoại nữa. Cảm ơn họa mi nhỏ đã dùng nhan sắc nắng chỉnh bố giúp mẹ tôi nha. Mọi người có ai xem phim sắc đẹp ngàn cân chưa? Cô gái trong đó sau khi thẩm mỹ vịt hóa thiên nga mới có được ý trung nhân. Thân hình em tuy không y hệt như cô gái trong phim đó, nhưng mà cũng thuộc dạng 1910 đó. Năm nay em 25 rồi, chưa một mối tình vắt vai cũng chỉ vì thân hình này. Trách cũng trách cái miệng của em, ăn gì cũng thấy ngon. Cơ thể là dễ hấp thụ nên mới phú quý vậy." cứ ngỡ cả đời này cũng chẳng có chàng trai nào chủ động tán tỉnh một người như mình đâu ai ngờ thật mọi người chả ai tán em thì em tán ngược người ta thiếu gì cách chỉ là mình muốn hay không thôi đợt vừa rồi đất nước đau thương trước sự ra đi của bác trọng là công dân việt nam chứng kiến sự tận hiến của bác với tổ quốc nên em vô cùng biết ơn và thương tiếc nên quyết định xin nghỉ làm đi tiễn đưa bác chặn đường cuối. Suốt đoạn đường kim mã em đứng hôm đấy chẳng thấy gì chỉ thấy người, ai cũng một lòng hướng về đoàn xe, mong được nhìn bác trọng lần cuối. Thân hình em hơi quá khổ nên hô hấp cũng kém hơn mọi người. Chờ đợi dưới cái nắng 40 độ, người che người nên là bị thiếu oxy. Em chiều cao khiêm tốn kẹp bánh mì ở giữa, cứ thế Ninh xa bác vừa đi qua thì em cũng liệm luôn trên vỉa hè bay sau chỗ em ngất mấy anh lính đứng trắng thành hàng dài Một anh trong số đó thấy em ngất liền chạy đến kiểm tra Rồi theo lệnh chỉ huy đưa em thẳng vào viện Chắc do em quá khổ, anh lính kia lại mi nhon, đứng nắng dẹp đường từ sáng đến chiều nên cá đuối, bế em được con đoạn rồi thì hai đứa xỉu cùng nhau luôn, trông vừa mắc cười mà vừa thương, khi em tỉnh cũng là lúc em nằm trong viện, trên nền trắng toát đấy một khuôn mặt lính trẻ hiện ra trước mắt em, dáng người dong dỏng, mũi dọc dừa, bộ áo lính xanh nghiêm trang, đôi lông mày rậm cứ như hot boy trên tivi đi lạc ấy, đẹp mà em suýt xoa, phải vội lấy máy chụp trợ một tấm về khoe phụ huynh truyền nước tỉnh táo rồi đương nhiên là em phải cảm ơn ân nhân chứ cao thủ không bằng tranh thủ lấy lý do cảm ơn em xin luôn tên và số điện thoại anh lính tên là nam nam tính đẹp trai hệt như cái tên trước khi đường ai nấy đi anh nam còn mua cho em ổ bánh mì ăn lấy sức sau đó giúp em gọi xe về tận nhà nữa ấm áp quá về tới nơi em đem ảnh và câu chuyện anh hùng cứu mỹ nữ ra cho ba mẹ em nghe ông bà vỗ đùi đen đét khen được được đẹp trai tốt bụng bố duyệt Bố bè em đòi chấm anh làm rễ mà em sượng trân luôn còn hỏi ngược lại. Bố nghĩ con gái bố thế này mà người ta chịu ưng hả bố? Chắc con phải lột xác hoàn toàn mây ra mới có cửa. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay. Bố bắt em đưa bằng được số điện thoại Nam cho ông, chủ động kết bạn Zalo. Nam vừa đồng ý một cái, bố em gọi video luôn. Chắc anh hoảng lắm, nhưng mà lính cụ hồ chính trực nên ngại gì nghe anh vừa mở máy ra giọng bố em đã sang sảng trong loa ông liên tục thay mặt con gái cảm ơn vị ân nhân trẻ ca ngợi hết lời đức tính vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ của anh khiến anh nở mũi hỏi thăm sức khỏe anh sau khi bế con ông bị ngất một tuần bảy ngày thì ông bốn ngày gọi hỏi thăm sức khỏe lần la được cả đơn vị anh đóng quân quê quán anh rồi tiểu sử của anh chốt lại là trễ bố chưa có chủ và với sự khéo léo đàm phán trên thương trường bao nhiêu năm ông đã hạ gục anh phúc mốt khiến anh vui vẻ nhận lời tới nhà tôi ăn cơm bữa cơm hôm đó tôi đứng bếp hoàn toàn đúng là ăn được thì làm được tuy người tôi hơi phú quý nhưng mà làm gì tôi cũng làm được nha không hề tiểu thư bánh bèo đâu Ban đầu Nam còn e ấp gặp bố tôi cứ rón rén như rễ mới về. Bố mẹ tôi dân kinh doanh phóng khoáng, biết Nam ngại nên càng quý càng thương. Sớm tin mơ Nam đến bố tôi đã đánh xe chở tôi và Nam đi chợ. Ra chợ ai cũng khen hai đứa đẹp đôi mê quá. Vào bếp đúng chuyên môn của tôi, lấy cớ nhờ Nam nhặt giúp mới rau. Tôi khua đao khoắn bát biểu diễn cho anh coi. Chưa đầy một tiếng, mâm cơm tám món đã lung linh xuất hiện, khiến Nam phục sát đất vào bữa cơm bố mẹ tôi liên tục gấp thức ăn cho anh đôi ba chén rượu rượu vào lời ra cả nhà thân nhau trong lúc vui bờm anh còn buộc miệng hẹn bố tôi lần sau đến chơi cờ cùng ông kết quả từ bữa cơm đầu đến nay tuần nào anh có ngày nghỉ nam cũng bị bố tôi kéo qua nhà ăn cơm tôi nấu và chơi cờ với ông biết mà anh lính mảnh khảnh hôm nào đã có da có thịt béo tốt hơn hẳn về phía tôi thì ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh có chuyện gì buông được thì tôi buông hết. Tôi biến mình trở thành sự xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của Nam. Biến cuộc hội thoại hàng ngày giữa tôi và anh thành một thói quen. Ban đầu anh còn hờ hững, nhưng sau nhiều bữa cơm, nhiều cuộc gặp gỡ và nhiều ngày nói chuyện, dần già tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Dạo gần đây, Nam còn chủ động nhắn tin cho tôi trước, chia sẻ cho tôi giờ giấc làm việc. Và lâu lâu không sang tôi ăn cơm, hai đứa lại chở nhau đi ăn vặt vỉa hè, cà phê check-in không khác gì cặp đôi thực thụ cơ ba mẹ tôi thấy hai đứa quấn nhau thì vui lắm một câu con trễ hai câu con trễ may sao anh không ý kiến gì còn gọi bố xưng mẹ vui vẻ đáp lại nhưng từ đó đến nay quen nhau lâu vậy rồi thân thiết cũng rồi chủ động quan tâm cũng có rồi mà mãi anh chưa ngỏ lời yêu tôi thấy tôi vào ra sốt được y rằng mẹ tôi biết ý tịch thu điện thoại của tôi cấm tôi nhắn tin với nam hai ngày bố mẹ cũng ốp luôn tôi bị tịch thu điện thoại không được nói chuyện với anh mà lòng cứ như lửa đốt nhưng mà mẹ tôi bảo chờ đợi là hạnh phúc nên tôi đành phải nhẫn nhịn một giờ trôi qua khi đấy đúng như cả trăm năm luôn sáng đó tính dậy ăn sáng như thường ngày thì bị mẹ đi lên dúi xuống giường bắt nằm im giả ốm hóa ra nam không liên lạc được với tôi nên sốt ruột xin nghỉ cả phép để đến tìm nghe tin tôi tương tư anh mãi không được đáp trả xin bệnh thì lo lắm vội vàng chạy lên phòng vừa thấy tôi bù xù nằm trên giường anh đã suýt xoa xin lỗi xin lỗi nha anh không nghĩ là anh chậm trễ là khiến em ốm như vậy thật lòng anh cũng thương và mến em nhưng bản thân anh chưa yêu bao giờ Cũng ngại bồ vập quá khiến em với bố mẹ hiểu lầm Nên vẫn chờ thời cơ thích hợp để nói rõ với em Cho em đỡ mong Hai hôm nay không liên lạc được với em Anh gọi bố mẹ cũng không nghe anh lo quá Biết ngay là em ốm Nên vội xin nghỉ phép phi sang đây luôn đây Cố gắng khỏi nha Khỏi ốm bé thích gì anh cũng chiều hết Trời ơi, nghe từng câu nam nói Em chỉ muốn nhảy dựng lên hết Mình có người yêu rồi Thôi mà sợ, lộ vụ giả ốm nên đành nín nhịn ủy mị cảm ơn anh. Mong anh thương em như em thương anh, bố mẹ em cũng quý anh. Ông bà mong trễ cụ hồ lắm rồi các thứ, làm nam ngại đỏ hết cả tay. Cứ ngỡ cái sắc đẹp ngàn cân này phải lột xác mới có được bồ. Ai về chỉ cần thay đổi cái nhìn, chủ động tìm cơ hội kết hợp với nhị vị phụ huynh lắm mưa nhiều kế. Đã thành công phá vỡ vòng vây FA, nhả vía cho mấy bạn FA sớm có hành người yêu dễ thương giống mình nha.